Chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ động viên bóng đá khắp mọi nơi. Và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Thật sự phải nói thì tôi nhìn thấy anh nhiều hơn cả nhìn thấy vợ mình cơ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bóng đá không đơn giản là vậy. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Trận đấu đã được bắt đầu. Và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Đã có tình huống phạm lỗi. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Chuyền vào trong. Đánh đầu. Không được. Cứ đá như thế này thì sớm muộn họ sẽ có được bàn thắng. Sẽ có một quả ném biên. Rất tốt. Chuyền vào trong. Đường chuyền chuẩn xác. Saka. Rucari. Không được. Phối hợp khá đơn giản. Odegaard. Chuyền vào trong. Vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Đó là một kết quả của một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn và xử lý cá nhân rất hay. Có lẽ sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Những cầu thủ có tính sáng tạo và ngẫu hứng cao như Iniesta, Juan Mata hay Mesut Ozil luôn là những thủ lĩnh được trọng dụng với mọi nhà cầm quân. Đã có tình huống phạm lỗi. Chuyền vào trong. Phòng thủ rất hay, sẽ có một quả ném biên. Đường chuyền rất tốt. Không được, bóng đi quá sâu. Có thể nói thời tiết cũng là một yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của những trận đấu đòi hỏi tính quyết liệt và căng thẳng. Để mất bóng rồi. Saka.
Saka. Partey. Tierney. Odegaard. Rukani. Partey. Trong một thế trận như thế này thì có thể phát huy hơn nữa những đường truyền từ cánh và trung lộ. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Gamberini. Phối hợp khá đơn giản. Rất bình tĩnh. Pha ngăn chặn kịp thời, giữ bóng rất tốt. Partey. Partey. Chuyển vào trong. Pha phản công. Odegaard. Cầu thủ này đã thi đấu rất hay và để lại rất nhiều dấu ấn trên sân. Đường truyền đã dễ dàng bị chặn lại. Đường truyền chuẩn xác. Chuyển vào trong. Phòng thủ rất hay, sẽ có một quả ném biên. Tình huống chơi bóng vào trong. Phòng ngự rất chắc chắn. Odegaard. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Không được. Odegaard. Đường trong khe. Không được. Saka. Partey. Saliba. Odegaard. Saliba. Sabitzer. Rukani.
cắt bóng rất dễ dàng. Odegaard. Lấy bóng rất đơn giản. Mất bóng rồi. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Saka. Đường chuyền đã bị chặn lại. Saliba. Đường chọc khe. Rất nỗ lực. Nguy hiểm. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Sẽ có sự thay đổi người. Chia bóng vào trong. Cơ hội để phản công. Phối hợp khá đơn giản. Marquinhos. Chuyền vào. Phản phá rất quyết liệt. Phối hợp khá đơn giản. Phạm lỗi. Chuyển vào trong. Không được. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Đánh đầu. Pha dứt điểm không tốt. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Để biết kết quả các trận đấu ở giải Hoàng Anh, các bạn có thể soạn tin nhắn NHA cách vòng đấu và gửi tới 3508. Có kết quả là tin nhắn về. Zinchenko. Không được rồi. Rukani. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Chuyền vào trong. Pha phạt bóng rất đúng lúc. Cho tới lúc này, các trọng tài đang làm việc rất tốt và chưa mắc phải một sai lầm nào. Đường chọc khe. Tình huống nguy hiểm. Bóng đã được phá ra. Odegaard. Cơ hội dứt điểm. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Một đường chuyền dài. Sẽ có một tình huống ném biên. Chia bóng vào trong. Thủ môn đã quá xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Zinchenko. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bàn một quả đá phạt.
Zinchenko. Một pha treo bóng. Đánh đầu. Một tình huống làm thót tim các cổ động viên. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau của Fightback TV.